Phải mày không? Phải cái gì? Phải mày không? Phải mày không? Ừ, đâu nè. Tại sao? Tại sao hả? Tao không biết. Tại sao mày không biết? Tại sao mày cướp ghế tao? Tao thích. Vậy bây giờ cái cú đấm này mày thích không? Mày chết mẹ với tao. Mình chỉ còn một viên đạn cuối cùng này thôi. Liều quá nhiều. Thấy mẹ rồi còn có một viên đạn à. Chơi liều với mày luôn. Ăn đạn vui không con? Sao mày còn chưa chết nữa? Tao đã chết không được sao hả mày? Được rồi, nhưng mà anh có thể quay cái cây súng qua chỗ khác không ạ? Đang nói chuyện mà anh cầm cái súng đưa ngay camera không vậy ha? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video hôm nay của tôi nha. Từ đáng đi, bọn tôi sẽ thường xuyên làm những cái video về bắn súng và hài hước để phục vụ giải trí cho các bạn. Mong các bạn yêu thích và nhớ nhấn vào đăng ký và cái chuông theo dõi để nhận được những thông báo sớm nhất. Bye bye! Bye bye! Bye bye đi! Phương vô đi. Diễn Phương. Thôi hai đứa anh đừng có đánh nhau nữa, hai anh đừng có đánh nhau nhau nữa mà. Diễn Phương. Thôi mà, hai anh đừng có đánh nhau nữa, hai anh đừng có đánh nhau nữa mà. Giờ em muốn sao hả? Bây giờ em muốn thử anh. Bây giờ em muốn anh thử thằng này trong mấy nốt nhạc đi hả? Bây giờ em muốn anh thử thằng này mấy nốt nhạc đi hả? Bây giờ
Em muốn anh xử thằng này mấy nút nhạc đây hả? Bây giờ em muốn anh xử thằng này trong mấy nút nhạc đây hả? Bây giờ em có cách này không cần phải đánh nhau. Dạ. Cách gì mày nói luôn đi. Nói lại một lần nữa. Cách chưa? Em không thấy mặt em Vinh nha. Cách gì mày nói luôn đi. Thi đấu sống. Mày muốn chơi không hả Ngáo? Chắc tao sợ mày hả? Rồi. Nhưng mà bây giờ xuống đâu hả mà Thi? Rồi. Xuống đâu mà Thi? Nhưng mà bây giờ xuống đâu mà Thi? Nhưng mà bây giờ xuống đâu mà Thi? Để em lấy hai cây súng của thằng ông nội. Để em lấy hai cây súng của thằng ông nội em. Để ông của ông cố nội em cho anh Thi. Rồi. Đệ tử theo tao ra ngoài. Dạ. Đừng. Đệ tử theo tao ra ngoài. Dạ đại ca. Một lần hai đi theo tao. Dạ. Một lần đi theo tao. Dạ đại ca. Đại ca anh đừng thua nha. Đại ca anh đừng thua nha. Đại ca anh đừng thua nha. Đại ca. Anh mà thua là em đội quần thiên hạ luôn á. Ủa? Bắt đầu. Rồi. Quên rồi đấy. Chiến. Rồi. Diễn. Đại ca cho. Đại ca cho lính nói lại. Nói đại ca diễn lại. Đại ca được chưa? Rồi làm đi. Đại ca cho đệ tử xuống hút xác thành nháo về đi, mong là sẽ giết được nó. Em sắp chết rồi. Có thấy đâu gặp. Đại ca e là em không gặp được anh được nữa. Mặt chăm chăm nhìn nắm bóng. Diễn. Rồi nói đi, nói lớn lên. Để cứ yên tâm, ta sẽ trả thù bằng thằng nhóc cho đệ. Nói lớn lên, nói. Để cứ yên tâm, ta sẽ trả thù giùm cho đệ. Đứng dậy đi, đứng dậy cầm cái súng ngước mặt trời. Nhìn xuống năm bóng lần nữa. Rồi quay mặt đi, cầm cái súng đi. Diễn.